cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh. Chào các bạn. Đó, trước mặt mình là chiếc xe Abalax 2013 đến năm 2015 quý vị ơi. Độ lên một cặp bi led titan bách ha, vòng thiên thần màu đỏ. Ôi xin lỗi, vòng thiên thần màu trắng, mắt quỷ màu đỏ, xi nhan chuyển sang màu vàng. Rồi mở nhanh giùm anh luôn em ơi. Có làm thêm một cặp còi Denso bên shop nữa. Nó nhanh chuyển sang màu vàng cái là chết luôn quý vị ơi. Rồi ok, tắt nhanh. Rồi bóp còi Denso em ơi. Rồi quá đỉnh luôn. Ở dưới này có làm thêm cặp đèn trời sáng nha. L4 nó xin em. Trời ơi, như trời đánh luôn quý vị ơi. Quá tuyệt vời ha. Anh khách hàng rất là vui ha, rất là cười. Cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ shop. Thì đây là một cặp led bi led titan bách, giá tầm tung thì các bạn sẽ lắp được tại giá rất là hữu nghị, rất là rẻ nha. Các bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại này mình có kết nối thêm Zalo, các bạn cứ ví dụ như các bạn tìm hiểu thêm kết nối Zalo mình sẽ tư vấn làm cho các bạn chiếc xe đang các bạn đang sử dụng chính xác hơn ha. Rồi ok, quá tuyệt vời luôn. Mở cái đầu code em ơi, mở đầu code này luôn. Sáng code không gây chói mắt người đi ngược lại, cho ra độ sáng cực kỳ khủng nha quý vị nha. Đó. Rồi ok, tắt đèn code. Rồi các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về độ sáng á, các bạn cứ gõ trên YouTube cũng được, thử một cặp bi led titan bách cho chiếc Abalax 2013 đến năm 2015. Cuối cùng các bạn gõ số điện thoại này 0346669686 thì sẽ hiện ra video của mình thử chiếc xe này siêu sáng luôn nha. Rồi ok, quá đỉnh luôn. À, trời xa này vậy rất là ngầu ha. Rồi cực kỳ chắc luôn nha. Rồi đang có hai vị khách đang chuẩn bị đánh lộn luôn nè. Rồi cảm ơn.